Cái siêu phẩm mà hôm nay Trinh muốn giới thiệu cho mọi người là cái này nè, cái game tan mỡ này nè, game lạnh tan mỡ này nè đó. Đây, sản phẩm Trinh muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay đây. Thì cái sản phẩm này nè, Trinh rất là thích luôn á. Đây là sản phẩm mà phải nói là thật ra cái dạng kem hay là treo tha bụng tan mỡ bụng á thì Trinh nghĩ là không phải Trinh mà mọi người cũng sử dụng rất là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà đa số là nó làm nóng lắm, nó làm nóng cái bụng của mình dữ lắm luôn. Nóng mà tới độ mà có người bị rợp da luôn á, bị nóng rát luôn á. Của Trinh là bị nóng rát tại vì da bụng Trinh nó mỏng lắm. Nói chung da trên người của Trinh là thuộc dạng mỏng rồi nên là Trinh xài á. Trinh xài thì Trinh thấy là những cái sản phẩm mà tan mỡ khác nó làm cho Trinh bị nóng, mà bị nóng rát, bị khó chịu lắm. Nên là Trinh mới đặt cái sản phẩm này nè, hơn 6 tháng nay rồi. Thì đây là một cái sản phẩm mà Trinh kết model em nó lắm luôn, rất là xịn sò luôn, là được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc nha mọi người, là gel gel tan mỡ, gel lạnh nha mọi người. Đây, cái gel này đây. Thoa lên nha, mọi người sẽ có cảm giác là không có bị nóng. Nhưng mà mọi người đừng có nghĩ là tại sao thoa lên không có bị nóng rồi làm sao mà nó đốt mỡ trong 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 cái đốt mỡ được trong cái lớp mỡ trong cái phía vùng bụng của mình, rồi làm sao mà để mà ốm xuống được, tan mỡ được. Thì thật sự đây là một cái công nghệ mới. Thì khi mà Trinh đặt cái sản phẩm này á, tại vì Trinh xài nhiều sản phẩm lắm rồi, xài nhiều lắm rồi thì thường thường là nó có cái chất tạo nhiệt ở trong đó, giống như là gừng nè, rồi đó, những cái chất tạo nhiệt mà nó làm cho vùng bụng mình nó nóng lắm. Nên là Trinh đã đặt cái sản phẩm này. Thì đây là sản phẩm bên Hàn Quốc. Thì khi mà các bạn thoa lên á, nó sẽ tạo cảm giác cho các bạn rất là dễ chịu luôn. Đây nè, Trinh đang nịt đây nè, để Trinh để xa ra cho mọi người coi xíu nha. Đợi Trinh xíu đây, Trinh đang nịt đây. Đó. Ây. Đây, đang nịt đây mọi người. Một lát nữa Trinh sẽ gỡ ra cho mọi người xem nha. Đó. Đó, mọi người thấy không? Đó, Trinh đang nịt đây. Đó, thì đi chụp hình về xong là nịt luôn. Đó. Thì cái treo này nè, tha lên nó cảm giác không có nóng, nhưng mà tại vì biết sao, một người ta dùng cái công nghệ mới á mọi người, thì cái những cái thành phần, những cái gì trong đây nó thành là dạng siêu nhỏ dạng nano mọi người, nên là nó không có làm cho bề mặt da bụng của mình bị nóng, nhưng cái tan mỡ của nó cực kỳ tốt luôn. Nên là thường thường á, ví dụ những cái khác á thì nó chỉ làm mà nóng cái trên bề mặt da bụng của mình thôi, chứ nó không có thẩm thấu sâu ở dưới cái lớp 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 mỡ của mình ở ở dưới bộ phận dưới phần bụng á, cái lớp hạ bì á đó. Thì cái này nó sẽ tuy là nó không làm nóng ở trên bề mặt da, nhưng mà cái công nghệ mới thì nó sẽ thấm thấu vào rất là nhanh, nó sẽ làm tan cái lớp mỡ ở dưới da bụng của mình đó. Đó, nên là khi mà mọi người dùng cái này á, thì một, nếu như mà mọi người muốn nó tăng cái khả năng tan mỡ cao á, thì mọi người sẽ tập, mình gặp bụng cũng được, mình chạy bộ cũng được, nói chung là mình hoạt động, nói chung là trong lúc mà mình tập gym hay là tập thể dục á, thì mình thay cái game này vô, xong rồi mình nịt cái này lại. Còn nếu như bạn nào không có thời gian như Trinh á, mà chỉ muốn cái vùng bụng của mình là dạng như là săn chắc da lại thôi á, thì mọi người có thể là dùng cái gel lạnh này và cái đai này thôi. Còn nếu mọi người có điều kiện hơn và muốn tan nhanh hơn thì mọi người có thể mua cái gì ta, cái thảm nóng hoặc là cái đai làm nóng á, thì khi mà mình thoa cái gel này á thì nó cũng là vừa massage rồi, vừa là có công dụng rồi, nịt cái này vô rồi. Nhưng mà khi mà mình làm cái gọi là cái đai làm nóng vô á, thì nó sẽ tăng nhiệt, nó sẽ làm tăng nhiệt và nó sẽ đốt cái lượng mỡ thừa ở dưới bụng của mình nhanh hơn và có tác dụng hiệu quả hơn đó. Liệu trình này sử dụng sao chị? Thì một hũ như thế này nè, thì mọi người có thể dùng được từ 1 đến 2 tháng, tùy vào những vùng trên cơ thể mà mọi người muốn dùng. Ví dụ Trinh thì dùng nhiều nhất là ở vùng bụng, còn nếu như có người thì mình dùng ở dưới nọng cằm này cũng được, ở dưới bắp tay cũng được, đùi cũng được. Nhưng mà khi mình dùng cái gel lạnh này ở dưới bắp tay hoặc là đùi á, thì mình dùng cái ni lông á mình quấn lại, tại vì cái đai này nó không có nhỏ tới mức độ mà quấn lại được bắp tay và đùi, thì mình dùng ni lông thì nó sẽ ok hơn đó. Liệu trình này là khoảng 3 tháng nha mọi người. Khoảng sau 3 tháng thì mọi người sẽ giảm được từ
4 cm tới 8 cm, mà theo Trinh như vậy là nhiều rồi đó. Một giá sao vậy chị? Giá cái này là 1.290.000 nha cả nhà, 1.290.000. Mọi người yên tâm nha, đây là sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch và được Bộ Y tế cũng như là công nhận hết rồi, nên là mọi người cứ yên tâm mà xài. Với lại là mọi người cứ yên tâm là khi mà mua về mà thoa nó sẽ không có bị nấm như là những cái sản phẩm khác bán ngoài thị trường đâu. Là đang là sản phẩm Trinh rất là cưng, tại vì thật ra là cái cơ địa người Trinh không phải là mỏi nhiều, và cũng tùy vào mọi người xài sản phẩm thì mọi người cũng phải nên nhớ là ví dụ như là mọi người mập nhiều, mỡ nhiều, và nó cũng có nhiều loại mỡ khác nhau, loại mỡ lỏng, loại mỡ mới, loại mỡ dày, loại mỡ lâu năm, loại mỡ cũ, thì khi mà các bạn xài á thì phải sau 1 tháng. Trinh nghĩ là sau 1 tháng thì các bạn mới thấy được tác dụng của em nó. Rồi với lại khi mà các bạn sử dụng thì các bạn nhớ lấy cái thước dây đo, và đo thì đo vào thường thường á nha. Trinh thường thường Trinh sử dụng em này á là Trinh sử dụng vào buổi tối, nhưng mà nếu đo thì Trinh sẽ đo vào buổi sáng đó. Mình sẽ đo vào một cái thời điểm nhất định, tại vì khi mình mới ngủ dậy cái số đo mình nó sẽ khác, và khi mình ăn xong nó sẽ khác. Thì mình sẽ lấy một cái cuốn sổ nhật ký, mình đo thử mỗi cho như là mỗi tuần đi, mỗi tuần cho dễ nhớ, còn không thì 10 ngày. Thì các bạn sử dụng sản phẩm này một ngày các bạn có thể sử dụng được 2 đến 3 lần, và mỗi lần thì chỉ sử dụng một cái lượng vừa đủ thôi đó, chứ đừng có tha một lần mà lấy nhiều kem tha thì không có đúng. Một lần mình tha ở cái mức lượng vừa đủ thôi, mà mình xài nhiều lần trong ngày, từ 2 đến 3 lần nếu như mà các bạn muốn đó. Thì Trinh thì hay xài vào buổi tối, hoặc là nếu như bất kỳ lúc nào mà cảm thấy mà bận quá thì lúc nào rảnh thì Trinh sẽ nịch em nó vào luôn. Thì thường nhưng mà thường á, nếu mà được thường thì Trinh sẽ dùng vào buổi tối và Trinh sẽ đo vào buổi sáng. Giống như là buổi sáng các bạn tắm rửa đi vệ sinh xong á, thì các bạn có thể lấy thước dây đo vào lúc 8 giờ sáng hay 8:30 sáng hay 9 giờ gì đó, thì mình chỉ đo vào cái thời điểm nhất định vậy thôi. Tuần này chủ nhật, tuần này chủ nhật, tuần sau chủ nhật, tuần tới, thì mình cứ đo theo vậy, thì mình sẽ thấy cái sự khác biệt của sản phẩm khi mà các bạn sử dụng ha. Thì khi mà các bạn dùng sản phẩm Sen Slim này á thì nó sẽ đào thải mỡ qua đường nước tiểu nè, và đào thải mỡ qua đường mồ hôi. Khi mà các bạn tập luyện đó thì nó sẽ đốt mỡ, thì nó sẽ tiêu mỡ qua hai cái đường đó. Các bạn dùng cái này thì các bạn cũng nên uống nước nhiều nha. Uống nước nhiều này rồi mình kết hợp với việc tập luyện nữa thì nó sẽ đào đào thải mỡ ra được. Và đang trong chương trình khuyến mãi nha mọi người. Mọi người nhớ nha, sản phẩm mới thì luôn luôn có chương trình khuyến mãi, là mọi người sẽ mua một hũ như thế này thì mọi người sẽ được tặng một cái đai như thế này. Thôi bây giờ Trinh gỡ ra luôn nha, Trinh lịch nãy giờ cũng lâu rồi, mình gỡ ra cho mọi người xem luôn đó. Đó mọi người thấy không đó, nhờ hết slim rồi nhờ sen lim thì Trinh mới có được một cái vòng eo, một cái bụng không mở như thế này đó.